Sáng ngày 15 tháng 7, Thành đoàn Lào Cai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai mạc học kỳ trải nghiệm hành trình chiến sĩ nhỏ năm 2023. Tham gia học kỳ trải nghiệm hành trình chiến sĩ nhỏ năm nay, có 78 chiến sĩ nhí là học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các em sẽ được tham gia 15 chuyên đề với nhiều hoạt động bổ ích như rèn luyện thể chất, tác phong kỷ luật theo 10 chế độ trong ngày, bổ sung các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt, tác phong của một người chiến sĩ. Học kỳ trải nghiệm hành trình chiến sĩ nhỏ diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 20 tháng 7.